Sáng ngày 30 tháng 1 năm 2024, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Tế tổ chức lễ phát động Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Tế luôn xác định việc trồng cây xanh là việc làm quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của xã, gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trồng cây xanh không chỉ cho hôm nay mà còn cho cả thế hệ mai sau. Ngay sau lễ phát động, các đoàn viên hội viên thuộc các đoàn thể chính trị xã hội của xã, lực lượng và nhân dân 4 ấp, lực lượng dân quân xã, đồn biên phòng Vĩnh Ngơn, trung đội công binh, bộ chỉ huy quân sự tỉnh, đóng quân trên địa bàn xã, đã tham gia hưởng ứng Tết trồng cây, đã thực hiện trồng hơn 400 cây giáng hương và sao đen tại khu vực đường đan dân sinh thuộc ấp Ba Bài, xã Vĩnh Tế. Những năm qua, Tết trồng cây đã trở thành phong trào thiết thực, tạo khí thế mới đầu xuân trên địa bàn xã Vĩnh Tế. Với nhiều cây xanh được trồng mới, tạo cảnh quan môi trường của xã ngày càng xanh sạch đẹp, góp phần thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ. Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân.